Ok, hôm nay thì em làm cái video này làm sao để hướng dẫn anh chị mình có thể thao tác, mình có thể thiết kế cái landing page của mình trên hệ thống iGroup Blog. Ok, đầu tiên thì anh chị có thể truy cập vào trang là igroupblog.com, bắt đầu đăng nhập vào cái trang quản trị mà mình đăng ký đối với iGroup Blog. Rồi ok ạ. Đầu tiên thì em hướng dẫn anh chị làm sao để mình có thể tạo một cái landing page. Thì cái việc tạo landing page thì chúng ta có hai cách. Đầu tiên thì chúng ta có thể kích vào phần nội dung. Tiếp tục ở cái mục landing page này, thì anh chị nhìn chữ landing page này, chúng ta kích vào. Ở đây thì nó có những cái template sẵn. Anh chị có thể chọn xem là cho cái template nào, tức là cái giao diện nào mà nó phù hợp với cái làm với một cái giao diện của anh chị, thì anh chị có thể chọn bằng cách là bấm vào import template này. Đấy, rất là nhiều template. Đó. Còn nếu anh chị muốn xây dựng lại từ đầu ấy, muốn cái trang trắng không ấy, thì chúng ta có thể chọn cái template này, tức là blank style này. Đấy, em sẽ thử này. Chọn cái này đi. Rồi. Thì đây là cái cách thứ nhất mà chúng ta có thể tạo ra cái landing page. Đó. Thì hôm nay em hướng dẫn luôn cách thứ hai, thì thường thường thì em sẽ dùng cái cách thứ hai nhiều hơn. Ở cách thứ hai thì chúng ta vẫn kích vào nội dung này. Và trong cái phần trang thì chúng ta bấm vào thêm trang. Phần thêm trang mới chúng ta sẽ nhập cái tiêu đề, tức là chúng ta sẽ nhập cái tên landing page ở đây. Ở sau này chúng ta để dễ phân biệt giữa các landing page với nhau. Đối với hệ thống iRootBlog.com thì cái việc tạo ra landing page thì nó là không 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 giới hạn, chúng ta có thể tạo bao nhiêu cũng được. Hiện tại là hướng dẫn làm landing page đó. Sau khi anh chị nhập tên cho cái landing page này rồi, anh chị bấm vào đăng bài viết. Rồi đợi một chút ạ. Ok, sau khi làm xong rồi chúng ta sẽ bấm vào có cái nút Insta Builder 2.0 ở đây. Hiện tại thì nút là đang off, tức là chúng ta chưa bật lên cái chế ở cái trang này, chúng ta bật chưa bật lên cái chế độ ở landing page, chúng ta phải bấm vào đây để bật lên. Đó, bấm lăn Insta Builder 2.0 Editor. Thì đây chúng ta sẽ có một cái giao diện, chọn giao diện. Em sẽ chọn thử một cái giao diện nhé. Đây. Và đây là chính là cái giao diện mà chúng ta để thiết kế cái landing page của mình. Anh chị để ý này. Ở đây nó sẽ là các khối đã sẵn có này. Ở đây thì nó là những cái khối mà trong cái phần mềm đã có sẵn, chúng ta có thể kéo những khối này sang để có cho mình những cái khối mà chúng ta muốn ở bên này. Và muốn chỉnh sửa cái khối nào thì chúng ta có thể kích vào cái khối đó. Ví dụ đây là đang là cái khối video này, kích vào khối đó và có hình bánh răng ở đây, chúng ta bấm vào để chỉnh sửa cái khối đó. Đó. Sau đây thì đó là chỉ chính đó chính là cái cách mà chỉnh sửa các khối trong landing page. Thì sau đây thì em sẽ giới thiệu qua một số những cái tính năng ở bên cái khối bên này. Đó. Đầu tiên cái khối Season này, tức là chúng ta có thể tạo một cái khung ở trong landing page để kéo, để dùng cái khung khối này chúng ta có thể kéo vào trong, giữ chuột và kéo vào trong. Đây. Thấy màu xanh còn thấy màu cam này. Thấy màu xanh này tức là nó sẽ ra ngoài cái ô này. Còn nếu mà thấy màu cam ấy thì nó sẽ nằm trong cái ô này. Ví dụ như đây. Đây, nó là cái khối này. Nhưng nó kéo ra ngoài này. Đây. Xanh. Đây, chúng ta sẽ có cái ô này.
chúng ta có thể xóa những cái ô mà chúng ta tạo lên bằng cách chỉ ở đó và bấm nút xóa ở đây. Cũng như là chúng ta có thể điều chỉnh cái độ rộng của cái khối này. Đó, và sau đó chúng ta có thể thao tác những cái nội dung ở trong cái khối này. Tiếp theo là cái khối đây, Y section đây. Thì nó sẽ là cái khối mà nó sẽ full full hai bên màn hình luôn. Đây sẽ kéo cho anh chị xem. Đây, sẽ rộng như thế này. Cũng như các khối khác thì chúng ta có thể bấm vào đây để chỉnh sửa những cái thông số của cái khối này. Đây, những cái chỉ số để căn chỉnh breakout color, tức là màu sắc, chúng ta có thể chỉnh màu sắc ở đây. Đó. Breakout image, chúng ta có thể chỉnh những cái ảnh, là cái ảnh nền đằng sau vậy ạ. Đây, đây là nội dung đa phương tiện. Đó. Đây, nó hơi bé. Đây là khác. Anh chị khi mà anh chị cần lưu ý là anh chị có thể lấy cái ảnh nó to hơn để tránh cái tình trạng nó đấy như này. Background video này chúng ta có thể gắn những cái URL này, gắn lên YouTube đây ạ. Thì sau background nó sẽ là video. Đây là cái xuất hiện cái hiệu ứng, những cái khối này nó sẽ tương tự như trên cái khối này, những cái phần chỉnh sửa tương tự như trên, nó giống như trên đó. Tiếp theo là cái khối title này, tức là văn bản, anh chị có thể kéo vào để soạn thảo cái văn bản của mình. Có hai cách để chỉnh sửa, một là chúng ta có thể nháy đúp chuột đó, hai chúng ta có thể bấm vào cái nút bút chì ở đây để sửa văn bản này. Chúng ta sửa như trên Word thông thường thôi, đây là những cái thanh định dạng. Căn giữa này ạ, màu chữ. Đây là khối văn bản, nó tương tự như khối trên thôi. Đó. Chỉnh sửa. Các bạn. Tiếp theo là cái khối hình ảnh. Chúng ta có thể kéo vào đây. Khi nào thấy một hình màu da cam này được. Chúng ta có thể bấm upload ảnh ở đây. Upload image. Đó. Image style. Target link, tức là chúng ta muốn gắn một cái link vào cái ảnh này. Là pop up. Và chọn URL này. Rồi chúng ta gắn một cái link nó vào đây. Sau khi ví dụ người dùng muốn bấm vào cái hình ảnh này, người dùng sẽ đi ra chuyển hướng sang một trang khác chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gắn cái link nó vào đây. Và cái nút này thì để open link new tab, tức là khách hàng bấm vào thì nó sẽ sang một cái tab mới. Về cái mục video, tương tự chúng ta bấm vào cái hình răng ở đây. Chúng ta phải có cái upload cái link YouTube ở đây. Có phải đây. Ở đây chúng ta có hai cái nút mà thường thường thì chúng ta trên LinePage rất là hay sử dụng, đó chính là Auto Play và Display Control. Auto Play tức là khi mà khách hàng vào cái trang LinePage của chúng ta
thì cái video nó sẽ tự chạy. Thường thường thì những cái landing page chúng ta rất là thường dùng những cái chức năng này. Khi mà người dùng vào thì chúng ta bắt khách hàng thì chúng ta phải xem cái video luôn. Và display control tức là không cho khách hàng tua. Khi mà khách hàng xem video, khách hàng không thể tua được cái video, chỉ có xem hoặc ngừng hoặc là xem hết thôi hoặc là tắt đi thôi. Thì nó tránh khách hàng tua và xem đến cuối video và chúng ta khách hàng bỏ lỡ những cái phần hay mà chúng ta đã mô tả trong cái video của mình. Đây là phần countdown này. Cái này thì chắc là anh chị sẽ thường rất là thấy trên landing page rồi. Nó là cái hạn đăng ký ạ. Thì nó sẽ tắt. Đó. Đấy, còn những thông số. Đấy, ví dụ là thời gian đăng ký còn 1 ngày 4 giờ 18 phút 57 giây. Ok. Chữ. Tiếp theo là cái nút button. Thường thường gọi là nút call to action. Và hệ tạo một cái nút. Tiếp tục bấm vào máy răng chỉnh sửa. Trong text, tức là chúng ta sẽ sửa cái nội dung ở cái nút bấm này. Cái kia bấm vào đây để đăng ký. Phone gọi chữ này. Style normal step color tức là cái màu mà khi chúng ta kích vào ấy. Đây, ví dụ đây đang để là màu xanh. Đấy. Còn hover step color là cái màu mà sau khi chúng ta kích vào đang là màu xanh nhỉ. Đây, đang là màu xanh. Chuyển màu đỏ nhỉ. Màu hồng đi. Đây, đổi ra màu hồng. Đó. Ngoài ra có target link này, tức là sau khi người dùng người ta bấm vào cái nút này thì nó dẫn link đi đâu. Google.com nhỉ. Đó. Tiếp theo là cái mục opt-in form. Đây. Như này chúng ta có thể thu thập những cái thông tin của khách hàng. Cái mục này khá là dài và em hướng dẫn qua. Opt-in form field này. Chúng ta bấm vào đây để chỉnh sửa các trường. Chúng ta để thêm trường mới này. Email này. Tức là cái mục này nó phải là email và khi người dùng người ta nhập vào nó bắt buộc phải là email. Còn nếu không phải là email thì người ta sẽ nó sẽ báo lỗi. Required tức là mục này bắt buộc phải nhập. Hai là nghĩa là ẩn đi, ví dụ như là những cái trường mà khách hàng cần nhập mật khẩu chẳng hạn hoặc là mã thẻ chẳng hạn thì nó sẽ phải ẩn đi. Đó. Tiếp theo là opt in form button tức là cái nút đây. Và button text này tương tự như cái nút call to action thôi, nút bấm ở trên bấm này thôi. Rồi. Style tương tự có normal state color và hover state đây. Đó. Ngoài ra còn rất là nhiều những cái nút khác nhưng mà em chỉ giới thiệu những cái nút mà anh chị dùng chính thôi. Sau khi mà anh chị đã có những cái khung như này rồi đó, nhưng mà cái việc di chuyển cái khối anh chị, ví dụ anh chị muốn chuyển cái khối nó sang bên phải ạ, thì nó vẫn chưa chưa di chuyển được, hoặc là cái khoảng cách giữa các khối này thì anh chị phải dùng đến cái chức năng này đây. Chị có như một cái dấu cách, một khoảng trắng, chị phải điều chỉnh cái khoảng cách.
Đây. Ngoài ra thì chúng ta có thể, em hướng dẫn chị làm cái khối nó như thế này. Đây, chúng ta sẽ cho cái khối này vào đây. Đấy ra. Thế anh để chị để ý là tức là cái phần này chúng ta sẽ có 3 phần này. Một là cái opt-in này, tức là cái phần thu thập email khách hàng, thông tin khách hàng này, ở đây người ta thuộc tên là email. Số 2 một cái hình ảnh nữa này. Số 3 là một cái video. Chúng ta có thể thêm những căn chỉnh, tức là thêm một cái bảng ở đây, đây bấm add column hoặc là chúng ta kéo column vào đây. Đó. Ở trong này chúng ta có thể căn chỉnh, ví dụ là em cho hình ảnh vào đây này, cho video vào đây, rồi cho văn bản vào đây. Đấy, chúng ta có thể chỉnh các khối như này. Đó, đây là slider này. Đấy. Chúng này upload rất là nhiều slider, tức là những cái hình ảnh lên trên đây. Add slider, upload image. Tiếp theo là chúng ta có thể đổi cái đường link landing page của chúng ta ở đây. Trên payment link. Đây, hiện tại cái link này nó đang rất là lỗi. Rồi bấm vào edit link. Hướng dẫn landing page. Đây là em cho một cái video đây chẳng hạn nhé. Có cái đường link này cho vào đây, auto play. Đấy, sau khi mà chúng ta thao tác xong rồi chúng ta muốn lưu lại đây, cậu bấm nút, có nút lưu ở đây và chúng ta có thể xem trước và bấm vào nút mắt ở đây. Đó. Video sẽ tự chạy đây. Đó. Như vậy em đã hướng dẫn anh chị làm xong cái landing page cho mình. Ngoài ra thì em sẽ hướng dẫn anh thêm anh chị một bước cuối, tức là chúng ta có thể là quản lý những cái landing page của mình. Thì cái landing page chúng ta đã làm ấy, nó trong phần nội dung này, trong phần sửa trang. Đây. Hiện tại là cái landing page chúng ta lúc nãy đây đó. Và vừa rồi thì em đã hướng dẫn anh chị làm cho một số những cái thao tác trên landing page và chúc anh chị có những cái landing page thật là đẹp và thật là hiệu quả. Và nếu như mà có những cái thắc mắc hoặc là những có những khó khăn nào thì anh chị có thể liên lạc với em, có thể gọi lên hotline đó là 01249 247 247 để em có thể hỗ trợ cho anh chị. Và cảm ơn anh chị đã xem video này, chúc anh chị một ngày vui vẻ.